Xin kính chào quý vị và các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì trời mưa gió quá, anh em chúng tôi lại có một con siêu xe rất là rẻ tiền đem lên đây để giới thiệu cho quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, đây là chiếc xe Kia Spectra. Đây là bản LS số sàn. Chiếc xe được sản xuất năm 2005, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký lần đầu là năm 2007, đã sang tên lại một lần nữa là năm 2012. Và chiếc xe này thì chạy chuẩn là 17 vạn km rồi, cam kết là chạy chuẩn 17 vạn và tất cả là còn nguyên zin hết. Thưa với quý vị và các bạn, đây là anh em chúng tôi đang kiểm tra cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Máy móc còn nguyên zin, tất cả còn nguyên zin và còn rất là đẹp ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 125 triệu đồng. Thưa với quý vị và các bạn, giá này thì cũng chỉ bằng một chiếc xe SH thôi, bằng chiếc xe SH 150 phân khối rồi ạ. Mà thưa với quý vị và các bạn, trong cái thời tiết như hiện nay, mưa gió như thế này thì 125 triệu đồng này thì là đã giúp cho quý vị và các bạn đi lại là rất là thuận tiện đấy ạ. Đi lại rất là thuận tiện, không có mưa gió, không ướt chân một tí nào ạ. Tất cả khô. Mà quý vị các bạn bỏ 125 triệu thì mua được chiếc xe SH thì đi vẫn ướt như thường, vẫn phải mặc áo mưa. Chiếc xe này không những một mình quý vị và các bạn mà cả gia đình quý vị và các bạn 5 người ngồi lên vẫn không ướt một tí nào ạ. Và chiếc xe này thì tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Nội thất còn nguyên bản hết, toàn bộ là ghế nỉ còn nguyên bản hết ạ. Vâng, thưa với quý vị và các bạn ạ. Sản xuất năm 2005, đăng ký lần đầu năm 2007. Mà tất cả nó còn nguyên bản như thế này thì là rất là ít đấy ạ. Giá tiền thì chỉ bằng một chiếc xe SH thôi. Và biển số thì rất là đẹp đấy ạ. 29A62285 ạ. Lộc mãi mãi. Và ai sinh năm 85 đi chiếc xe này thì chuẩn biển luôn đấy ạ. Lộc mãi mãi. Rất là đẹp ạ. Màu bạc. Tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Từ đèn rất là sáng, đèn gầm đầy đủ hết tất cả. Chưa có bị tai nạn hay chưa bị ngập nước nào, cho nên là tất cả máy móc rồi còn nguyên bản hết ạ. Chiếc xe còn khá là đẹp đấy ạ. Và chỉ với 125 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã có ô tô để đi rồi ạ. Nội thất thì tất cả cũng còn nguyên bản hết. Đầu CD. Đây là đầu đĩa CD này, điều hòa hai chiều, rất là mát rồi đấy ạ. Tất cả còn rất là đẹp. Anh em chúng tôi chạy thử lên đây cho quý vị và các bạn cùng xem về chiếc xe Kia Spectra 2005 này ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 125 triệu đồng. Chỉ 125 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã có ngay chiếc ô tô để đi, để cho đỡ mưa nắng ạ. Trời mưa như thế này thì quý vị và các bạn có đi SH hay là có đi Harley thì cũng sẽ bị ướt hết cả người. Nhưng chiếc xe này 125 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn, cả gia đình quý vị và các bạn cũng không bị ướt đâu ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc quý vị và các bạn đến tận cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử chiếc xe Kia Spectra này ạ. Tất cả là còn nguyên bản, tôi ngồi đằng sau đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.